Trong chương trình an toàn giao thông tuần trước, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng cát tràn gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ dân sinh sống dọc đường Nguyễn Thông ở phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết và một số đơn vị liên quan của tỉnh đã triển khai phương án khắc phục, ngăn ngừa những sự cố tương tự có thể xảy ra. Đây là hiện trường của vụ cát tràn xảy ra vào đầu tháng 9 vừa qua trên địa bàn phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Một đoạn đồi cát dài hàng chục mét tính từ phía đường 706B đến đường Nguyễn Thông bị xé toạc ở giữa với đường kính khá rộng. Phía bên dưới, lượng cát dọc hai bên đường đi vẫn chưa được các đơn vị có trách nhiệm thu gom triệt để cho phương tiện lưu thông an toàn. Nên căn nhà số 300 đường Nguyễn Thông vẫn còn ngập trong bùn cát đỏ dù đã dọn dẹp nhiều ngày. Theo những người dân sống gần khu vực này, thì tình trạng cát tràn xảy ra đã nhiều năm qua. Nguyên nhân là do hệ thống cống thoát nước từ đường 706B chưa được đầu tư hoàn chỉnh để đấu nối vào hệ thống thoát nước ra biển Phú Hài. Điều này dẫn đến khi mưa lớn, nước từ đường 706 tràn qua đồi cát và chảy xuống đường đi. Trong thời gian hơn một tháng rưỡi, tính từ cuối tháng 7 trở lại đây, tại vị trí này đã xảy ra 4 lần lũ cát tràn xuống đường. Đáng lưu ý là trong các ngày 3, 4 và 5 tháng 9 vừa qua, lượng nước và cát đổ xuống với khối lượng lớn, dòng chảy xiết mạnh, cuốn phăng cả xe máy và một người đi đường một đoạn dài gây ách tắc giao thông. Từ cái lỗ cống từ 706B là nó mới xuống đây, nó chảy xuống đây. Chảy xuống đây là đất nó mất trâu, bà con hư hại, đi xe đi tới đi lui, tí tới tí lui tậu người ta. Đất nó tràn qua vậy á, mà dân ở đây coi như là cả 5-6 năm nay rồi mà không khắc phục được. Đó, cứ tràn vô cái quán ở đây không à. Giao thông ở đây coi như là bị tắc nghẽn hết. Xe ông đa tới là hả, cô kêu kêu quay đầu lại mà nó không nghe, tại nó ồn quá, không nghe là coi như là nó cứ lao tới là bị cuốn hết, cuốn 2-3 người xuống đây, cũng có dân ta cứu. Phương án tách dòng làm rọ đá để giảm tải áp lực nước và cát từ phía đồi đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết triển khai. Song đây chỉ là giải pháp tạm thời và sẽ không hiệu quả nếu trời có mưa lớn. Giải pháp căn cơ là đấu nối hệ thống thoát nước cống số 1 đường 706 với hệ thống thoát nước ra biển Phú Hài, Phan Thiết. Hiện tại, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận đang đảm trách phần đầu tư cống số 1 này, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9 này. Mấy ông là đây là mấy ông cấp trên, mấy ông có nói là cái này là làm tạm thôi. Bây giờ mấy ông đang làm đầu cống dưới đó là để kết nấu, cho nó đi thông suốt, cho bà con người ta đi cho thoải mái. Cho nó không có những cái khó khăn gì cho bà con người ta. Làm cái đời này là không có ăn thua gì hết trơn. Bây giờ sau này mà nước mà nó xuống nữa, là đất xuống nữa là có thể là nó bung cái kè la là đất con nhà đá này nó xảy ra ngoài đường là sẽ nguy hiểm nữa. Mong muốn là mà bây giờ là phải khắc phục mà sao mà ở trên dự án đó phải làm một cái sao đó ở trên đó cho nước không còn xuống tại đây nữa. Khi mà cái hệ thống cửa ra số 1 này được hoàn chỉnh và được đấu nối toàn bộ thì không còn cái hệ thống cát tràn vào như đường Nguyễn Thông như những ngày vừa qua. Bởi lẽ là cái hệ thống cửa ra này giải quyết được toàn bộ cái hệ thống thoát nước mặt trên đường Võ Nguyên Giáp và sẽ thu gom vào hố thu để mà vào cái cửa ra số 1 này và chảy ra cái tiếng biển của phường Phú Hài. Không chỉ Phú Hài mà một số khu vực khác thuộc phường Hàm Tiến và phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết cũng từng bị lũ cát từ trên đồi cao tràn xuống đường đi, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán, kinh doanh của người dân. Nguyên nhân của tình trạng trên là do hệ thống thoát nước tại những khu vực này chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh. Rất mong ngành chức năng cần sớm có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng trên.